Chào các bạn, tôi là Cryon, đến phục vụ cho từ trường trái đất. Thật vậy, căn phòng đang bắt đầu rung động cao hơn. Tôi lại đang nói chuyện với những người đang ngồi ở đây trước mặt tôi. Đây là bài dẫn kinh thứ hai của loạt bài khám phá kéo dài trong vài ngày. Người cộng sự của tôi tràn đầy cảm xúc vì những điều đang có mặt ở đây. Ngay cả trong phần dẫn kinh thì cả tôi và người cộng sự đều đang ở cùng một phía. Và đó là cách thức mà dẫn kinh diễn ra. Người dẫn kinh có thể sẽ phải bước ra theo một cách nào đó. Nhưng dù vậy thì những gì ở trong tim người ấy không thể bị che mờ cái mà Thánh Linh cảm nhận được. Và anh ta vẫn nhận biết được anh ta phải tiếp tục thực hiện việc anh ta đang làm vào ngay thời điểm này. Nhưng không gian này đang tràn ngập lòng biết ơn đối với những người đang ngồi ở trên ghế. Có một sự vinh danh. Nhưng ai đã đi một quãng đường dài trong suốt 4 ngày này, và hành trình của mỗi người tuy có khác nhau, nhưng rất nhiều người sẽ có được câu trả lời và cả sự khám phá nữa. Những gì mà bạn khám phá ra được ở đây có lẽ là bạn vẫn chưa được biết tới trên hành tinh. Bạn vẫn chưa biết tới một đường lối tư duy mới, điều mà đang bắt đầu xảy đến. Một lần nữa, tôi bắt đầu nói chuyện với những ai đang ngồi ở trên ghế, nhưng cũng là đang nói với những người rồi sẽ lắng nghe sau này. Tôi muốn nói tới một điều mà tôi chưa nói đến theo cách này trước đây. Tôi đã cho các bạn biết rằng có một việc mới mẻ đang xảy ra trên hành tinh, và các linh hồn già là những người có liên quan đầu tiên. Một vài người đã gọi đó là một làn sóng thức tỉnh. Đó là một cách nói tới tổng cả giống loài. Khi các bạn đang ở trong cái nơi mà các bạn bắt đầu thức tỉnh, nhận biết về những điều bạn đã không biết, nó còn hơn là như thế nữa. Có một thứ khác. Trong năng lượng mới này, khi ánh sáng nhiều hơn là bóng tối, nhiều thứ đang bắt đầu trồi lên. Những thứ đáng ra đã phải trồi lên trong một năng lượng tối tăm hơn, nhưng nó đã không thể. Và đó là những thứ rất cá nhân. Mỗi cá nhân với sự tự do chọn lựa riêng của mình có thể đi theo bất cứ con đường nào mà họ mong muốn. Nhưng hãy tin tôi đi, bộ nhớ Akash của những linh hồn già, khi nó bắt đầu xuất hiện, nó sẽ ắt màn theo những tia lửa. Và đó là cái mà chúng tôi sẽ gọi là sự khởi đầu của những đốm lửa. Và đây là một lời ẩn dụ. Nó đang nói tới việc trực giác đã đưa bạn đi lên một con đường tìm kiếm cái mà bạn chưa từng có trước đây. Đó là một tia lửa bởi vì nó có thể bắt cháy. Có thể nó có thể đốt cháy cho một động cơ, cho hành trình khám phá. Từng người trong các bạn, cả những linh hồn già chưa từng có mặt ở đây nữa. Nhưng những tia lửa này đang xẹt đi khắp nơi, và chúng không bắt lửa vào tất cả mọi người cùng một lúc. Với những người sẽ lắng nghe sau này, điều này cũng đúng cho họ nữa. Và sẽ có những người nhận ra mối liên quan với bản thân mình, và những người vẫn chưa thấy gì, bạn sẽ nhớ tới bài dẫn kinh này. Vậy thì những đốm lửa ấy là gì? Những tia lửa đang cháy lên trong linh hồn già, trong năng lượng mới này, khi họ cho phép chúng cháy lên, và sự cho phép xảy ra khi niềm tin bớt cứng nhắc.
và được niềm tin cho phép. Những điều thú vị chưa từng xảy đến với vài người trong số các bạn lại đang bắt đầu hiện diện, và đây là thứ mà tôi đang muốn nói tới. Những tia lửa này có nhiều chủng loại khác nhau, đó là bởi vì các bạn đang đi trên rất nhiều con đường khác biệt. Mỗi người đều có một thử thách cá nhân, và tôi muốn nói rằng các bạn tự tạo ra con đường mà mình đang đi. Bạn không chỉ có một Akash độc nhất vô nhị cho riêng bạn, mà bạn đã mang tới với hành tinh này. Cũng chính chúng là những gì mà bạn nên lấy về lại, và những tia lửa mà có thể lớn lên ở trong bạn là về những thứ ấy. Nhưng nếu bạn có thể định nghĩa cái tia lửa là gì, thì đó chính là điều mà sẽ thúc đẩy bạn phải hỏi những câu hỏi để tìm ra những thông tin mà có lẽ là đã khiến cho bạn đến ngồi vào chiếc ghế ngày hôm nay. Và nó đã bắt đầu với một tia lửa mà chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi thì nó chưa từng tồn tại. Nó chưa từng hiện hữu trong một năng lượng cũ. Có lẽ các bạn đã làm việc với vật lý siêu hình từ khá lâu rồi, nhưng chẳng có lấy một tia lửa nào cả. Chẳng có thứ gì giống như tia sáng của ngày hôm nay, ngay tại lúc này. Bạn có thể nói, chà, vậy chứ ai có mấy tia lửa ấy đây? Bất cứ một linh hồn già nào đã sẵn sàng đều có chúng. Nó đến chậm chậm cùng với trực giác, với sự cho phép của những tư tưởng cũ kỹ được bớt cứng ngắc, những tư tưởng đã bám rễ sâu vào trong tâm trí, trong nhận thức của bạn. Con người thân mến, các bạn nghĩ điều gì là không thể nào thay đổi được hoặc không nên thay đổi? Luật lệ nào, ngay cả những luật lệ thuộc về siêu hình, luật lệ nào bạn đã lớn lên với nó và nó đã dính cứng ngắc ở bên trong bạn mà nói rằng đời là như thế đấy? Vì vậy, nếu bạn vẫn có cái thứ mà bạn không cho phép được thay đổi, ngay cả chính là bản thân bạn, sẽ ra sao nếu như tất cả mọi điều bạn đã biết đến đều biến đổi? Chỉ một chút xíu thôi, và bạn có thể sẽ nói, ủa, sao nó lại thay đổi như thế? Nếu nó thuộc về một phong trào thời đại mới, thì nó đã tự neo đậu lại và nó không thể biến đổi chút nào cả. Và đây là nơi mà tôi muốn bàn đến về lối tư duy mới. Có những người xem mình là những người thiền định, những người chữa lành và cả những người dẫn kinh nữa. Những người làm việc với ánh sáng và tin tưởng rằng năng lượng mới này sẽ giúp tăng cường cho tất cả những điều bạn đã biết. Và những công cụ mà bạn đã sử dụng theo cái cách mà bạn vẫn luôn sử dụng chúng cũng sẽ được mạnh mẽ hơn. Rồi, điều này sẽ rất chí lý đấy, nếu không xét tới những việc những công cụ này đều là những công cụ thuộc về cái năng lượng cũ. Sẽ ra sao nếu như có những công cụ mới đây? Cryon, ông hãy nói cái thứ ngôn ngữ đơn giản tí đi. Sẽ ra sao nếu có những cách để chữa lành khác, những cách để thiền định khác, và nếu như có một tần số mới đang hiện hữu để bạn điều chỉnh vào, một lối tư duy khác sẽ làm cho bạn thêm mạnh mẽ cho toàn bộ con người bạn. Có những linh hồn già cảm thấy rất bối rối vì đang áp dụng những phương pháp của năng lượng cũ của phong trào thời đại mới cho một năng lượng mới của phong trào thời đại mới. Và tới cuối cùng, họ sẽ thấy rằng những công cụ cũ kỹ chẳng còn hiệu quả nữa. Và vì vậy mà những tia lửa sẽ dẫn đường cho các bạn đến với những công cụ mới. Nó sẽ không bắt lửa được chỉ cho đến khi nào các bạn nói với chính mình, tôi cho phép sự chuyển đổi tư duy về những điều tôi nghĩ là thường hằng sẽ có thể thay đổi được. Cách tôi chữa lành, cách tôi bắt đầu thiền định, những gì tôi nghĩ tôi biết về năng lượng cũ. Tôi sẽ chấm dứt và cho phép những điều mới được bước vào, như một tia lửa vậy. Một tia lửa sẽ mở tung cánh cửa đưa bạn tới những công cụ hoàn toàn mới. Có những tia lửa thuộc về cái chung của toàn giống loài đã bắt đầu cháy lên trong những linh hồn già, không phải là trong cách thức mà họ chữa lành, cũng không phải là những thực hành theo phong trào thời đại mới, mà là trong đời sống của chính họ, chỉ cách sống của họ mà thôi.
Nó liên quan tới nhận thức. And it has to do with perception. There's the spark of control. Có những tia lửa của sự làm chủ. Một vài người trong các bạn đang bắt đầu có một sự mặc khải. Nó nằm ngoài những giới hạn hiểu biết của bất cứ điều gì bạn có thể hình dung được. Và một trong những thứ ấy sẽ nghe có vẻ giản đơn, nhưng lại chẳng đơn giản tí nào đối với một con người thuộc về năng lượng cũ. Tia lửa của sự làm chủ, khi bạn gần như là tự thân giác ngộ ra mà không cần ai khác nói gì với bạn. Cái giác ngộ mà nói rằng, ôi trời ơi, giờ thì tôi đã hiểu. Tôi có thể làm chủ cuộc đời mình. Tôi có thể làm chủ. Nó chẳng có dây mơ rễ má gì tới những người xung quanh tôi cả. Tôi đã cứ nghĩ là họ kiểm soát đời tôi cơ đấy. Cũng chẳng có liên quan gì tới lối tư duy của tôi đã có về những mối quan hệ của mình, hay về chuyện thiên hướng nghề nghiệp của tôi, hoặc là những quy tắc của việc này chuyện nọ, và về việc ai bảo tôi phải làm gì và vào khi nào. Và những tia lửa thật dịu kỳ kia đang nói rằng tôi có thể kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về bản thân tôi, và tôi không cần một ai quyền thế hơn bảo tôi được hay là không được. Tôi có thể đi tới nơi nào tôi muốn và học về bất cứ điều gì mà trực giác mách bảo với tôi là chính xác. Và tôi không phải hỏi lòng vòng liệu tôi có thể làm chủ cuộc đời tôi hay không. Những quyết định của tôi, điều mà tôi làm, tôi đều có thể bắt đầu lại nếu như tôi muốn. Các bạn thân mến, đó là một tia lửa quan trọng. Và nó nói với bạn nhận ra được rằng bạn có thể sáng tạo ra một thực tại hoàn toàn là của bạn. Sẽ có những người nói rằng, chà, tôi cũng có những tia lửa đấy, nhưng mà tôi cũng có quá ư là nhiều sợ hãi, bởi vì không có cái này, không có cái kia, hay bởi vì quy tắc không phải là như thế, hoặc tôi sẽ đánh mất cái này, cái kia. Khi các bạn có được tia lửa của sự làm chủ, bạn cũng biết được rằng trực giác và sự đồng bộ đang ở ngay phía sau của bạn thôi. Bạn sẽ gặp được những người bạn cần gặp. Có lẽ họ đã có mặt ở ngay đây trong căn phòng này và họ có câu trả lời dành cho bạn. Bạn trước đây không biết cách nào để làm chủ mọi thứ. Bạn không nghĩ ra bạn có thể làm chủ và đi vào một lĩnh vực mới, có thể là một công việc mới, một công việc mà bạn chẳng thể nghĩ rồi mình sẽ làm trước đây, bởi vì đơn giản là mọi chuyện vẫn chưa sắp xếp thẳng thớm cho bạn. Nhưng giờ thì chúng tôi đã vào hàng, và bạn sẽ không có được tia lửa của sự làm chủ và suy nghĩ rằng bạn có thể làm được việc này nếu như một chương trình đã không được chuẩn bị sẵn. Tôi đã nói với bạn nói đi nói lại một điều mà các bạn nên nghe lại, rằng các bạn không biết điều mà bạn không biết, và điều mà bạn không biết thì huy hoàng vô cùng, và nó là những điều mà sẽ đến với bạn. Cái mà bạn cần, nó sẽ cung cấp cho bạn cái bạn cần khi bạn cần đến nó. Các năng lượng sẽ hợp dòng lại với nhau để làm cho mọi chuyện đều suôn sẻ đến cho bạn. Và vì bạn mà nó đã xảy ra, và nó đi ngược lại với tất cả những gì bạn đã được dạy bảo về cách cuộc đời này hoạt động ra sao. Các tia lửa của sự làm chủ. Ồ, có quá nhiều thứ. Tôi sẽ bắt đầu với nó bởi vì có quá nhiều người cảm thấy họ không làm chủ được, rằng họ không thể bước lùi hay bước tới hay cử động gì cả. Họ đơn giản là bị kẹt ở trong một cái hộp. Và họ đã được bảo phải làm gì từ trong nền văn hóa của họ, bởi những người xung quanh họ, bởi những thành viên trong gia đình, những kẻ quyền lực, những tổ chức tâm linh hùng mạnh. Và rồi đột nhiên họ ngộ ra về sự tự do. Họ ngộ ra rằng, ôi trời, tôi có tự do. Tôi có thể làm chủ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Mà không cần phải sợ hãi về tương lai. Đó là một sự giác ngộ lớn lao. Và nhân đây thì một vài người trong các bạn đang ngồi ở đây cần phải được nghe điều này vào đêm nay đây. Bạn thấy đấy, tôi biết ai đang có mặt ở đây. Và vì vậy hãy để cho tia lửa phản chiếu lại những người đang có mặt ở đây và hãy đánh lên một tia lửa khác. Bay thẳng vào mặt tất cả những điều bạn đã được dạy dỗ. Nó đến cùng với một tiếng nổ lớn, một ánh chớp sáng của trực giác.
ôi trời ơi, tôi có lẽ có thể làm chậm lại hay ngưng lại quá trình lão hóa của cơ thể này. Bạn có đang lắng nghe đó không? Ai đó ở đây cần phải được nghe điều này. Thân thể của bạn già đi là vì nhận thức nói rằng cơ thể nên già đi. Và não bộ bị nối với cái tư tưởng này và nó hợp tác với nhận thức đó. Nó có thể già đi bởi vì cái sinh hóa nó đếm từng ngày, bạn có biết không? Theo nghĩ đen luôn nhé, thời gian đi theo chu kỳ. Việc bạn đếm từng ngày một và cái nhận thức cho rằng bạn chỉ có thể sống bấy lâu thôi. Một DNA hoạt động ở mức 33% hoặc thấp hơn, nó không thể trẻ hóa hiệu quả bằng một DNA hoạt động ở mức 40 hoặc hơn đâu. Và vì thế mà, ngay cả đối với những người theo phong trào thời đại mới đã biết về điều này thì họ sẽ vẫn nói rằng, chán thật đấy, tôi bị kẹt ở mức 33. Mà, ôi trời ơi, tôi làm chủ được mà. Sẽ ra sao nếu như bạn thật sự làm chủ được? Bạn làm chủ cả cấu trúc tế bào của mình, làm chủ bộ não của bạn và tất cả những thứ mà đều phải cúi người trước ông trùm của cơ thể. Chính là bạn đấy. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ làm việc theo cách khác. Chúng ta sẽ không đếm từng ngày nữa. Chúng ta sẽ thấy mức hoạt động 44 thay vì 33. Mức độ hoạt động sẽ làm chậm quá trình lão hóa của chúng ta một cách hiệu quả. Và tôi tuyên bố điều này bởi vì tôi chính là ông chủ của chính mình. Bạn có thấy được điều này không? Ôi trời, tôi làm chủ được mà. Tôi có thể kiểm soát chuyện lão hóa của mình. Và có những người sẽ lắng nghe bài dẫn kinh này và nói, nghe dễ thương quá nhỉ? Bất cứ ai nghĩ cái kiểu như vậy, đó chính là tia lửa. Nó đang nói với bạn rằng bạn có thể làm được. Và có hàng trăm, chưa kể hàng ngàn người đang thực hiện việc này theo cái cách mà bạn đã biết. Đó là bởi vì khi bắt đầu phóng chiếu một nhận thức rằng bạn không tuổi, không có độ tuổi nào bị dính mác vào bạn, cả khi người ta hỏi bạn, bạn bao nhiêu tuổi rồi, thì bạn sẽ nói, hãy cứ việc học cái chiêu này của Cryon đi. Và đừng có viết tuổi xuống, trừ trường hợp bạn phải điền vào một đơn từ nào đó bắt buộc, và sau khi viết xong thì hãy nhanh chóng che nó lại và nói xí xóa, xóa xóa, xóa nhé. Bởi vì việc viết xuống độ tuổi của bạn chỉ là một cơ hội để cho năng lượng cũ được trỗi lên về một nhận thức rằng bạn nên bao nhiêu tuổi và ở độ tuổi nào thì bạn bắt đầu mất đi năng lượng của mình. Và ở độ tuổi nào thì chuyện này xảy ra, rồi chuyện kia xảy ra. Và thế rồi nếu như bạn cắm mắt xem các chương trình truyền thông cứ nhai đi nhai lại với bạn rằng ở một độ tuổi nào đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với bạn. Tại sao bạn không thôi xem những điều xấu xa đi các bạn thân mến? Các bạn có thể ngưng quá trình lão hóa theo cái cách mà bạn đang nhìn thấy ở cơ thể của chính mình. Và sẽ có những người trong số các bạn nhận được tia lửa đó. Ôi trời! Tất cả những gì tôi cần làm là nói chuyện với chính cấu trúc tế bào của tôi. Bởi vì chúng lắng nghe lời của tôi, lời của tâm thức, bảo nó phải sang trang. Cryon, vào năm 1993, hãy nói chuyện với các tế bào của bạn. Hãy bắt đầu nói chuyện với chính mình. Rất ít người đang làm việc này bởi vì bạn nhìn xuống thân thể của mình và chỉ mong rằng nó còn hoạt động. Bạn chưa bao giờ nhìn nhận nó là chính mình. Và để trở nên đồng minh của nó, trở nên một với nó và hiểu rằng bạn chính là ông chủ của tất cả những quá trình đang diễn ra bên trong bạn. Bạn chúc mừng chúng khi chúng hoạt động tốt. Bạn làm việc cùng với chúng khi có những thử thách xảy ra. Bạn hãy cư xử với các cấu trúc tế bào của chính mình như bạn đối xử với một đứa trẻ vậy. Bạn là người chịu trách nhiệm. Hãy nói lời khẳng định bạn là ai và điều đang xảy ra là gì và các tế bào cần phải làm gì.
Khi ngón chân của bạn bị đau, bạn sẽ không cần nói, ngón chân của tôi đau. Bạn hãy nói, tôi bị đau ở ngón chân của mình. Bạn bắt đầu một sự chuyển đổi tư duy về cái nhận thức về bạn là ai. Bạn chính là ông chủ. Tôi đã nói điều này vào năm 1993. Và giờ thì chúng ta lại ở đây một lần nữa, trong một năng lượng mới. Nó sẽ tự xảy đến với bạn. Và để tôi nói với bạn về cách mà các tia lửa làm việc. Bạn không có cái tia lửa trực giác nói chuyện với bạn trừ khi bạn có thể làm được vậy. Điều này có nghĩa là bạn đã đến cái nơi mà bạn đã tự nỗ lực, đã chạy đua với nỗi sợ. Và bạn đang đứng ở ngay vách núi và tuyên bố rằng chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ. Và rồi bạn bắt đầu có những tia lửa. Không chỉ là một tia thôi đâu. Ôi trời, tôi làm chủ. Ôi trời, tôi có thể kiểm soát việc lão hóa của mình. Tôi có thể ngừng nó lại. Tôi thực sự có thể làm chậm nó lại. Con người đã luôn có thể làm như thế. Chính bởi tâm thức, chính là Đức Vua. Không có bất cứ một sức mạnh nào lớn hơn tâm thức của con người trên hành tinh này. Không có sức mạnh nào ở bên trong các bạn lớn hơn là sức mạnh của một tâm thức cao mà có thể nói chuyện với chính nó trong cấu trúc tế bào của cơ thể và ra lệnh cho nó cần phải sống qua từng ngày, không cần phải sợ hãi gì cả. Cấu trúc tế bào của bạn trở nên một với tâm thức. Có những người đang ngồi ở đây cần phải được nghe điều này. Những tia lửa. Cryon, tôi thật sự rất mệt mỏi với niềm tin của chính mình. Tôi có cái nghiệp bởi vì tôi có thể thấy nó có mặt ở khắp mọi nơi. Nghiệp cứ hút vào tôi trong nhiều chuyện xảy đến với tôi. Và nó nằm ở trong gia đình của tôi, nó ở bên trong tôi này. Tôi không muốn có nghiệp. Tôi cho bạn một tin tức này. Tôi cho bạn một tia lửa vào năm 1993 rằng bạn có thể buông bỏ nghiệp của mình. Trong năng lượng mới, bạn sẽ đột nhiên hiểu ra. Những người đã đọc quyển sách vào năm 1993, những người có thể là chỉ vừa mới biết đến tất cả những thông tin mới mẻ này ở trên mạng, và rồi bạn sẽ tự nhiên hiểu ra được rằng tôi có thể buông bỏ nghiệp của mình. Bạn có quyền kiểm soát đối với những điều này, những điều thuộc về năng lượng đã thẩm thấu ở bên trong Akash của chính bạn. Những năng lượng được mang sang đây, chúng có thật, chúng cổ xưa và bạn biết chúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn buông bỏ Akash của bạn, nghiệp quả của nó, cái nghiệp mà đến từ bộ nhớ Akash của bạn? Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn bỏ được nó đi? Chà, điều đầu tiên thì bạn sẽ khác lắm đấy. Bạn sẽ rất khác biệt với những người ở trong nhà, với nghiệp của gia đình mà bạn không thích chút nào. Với cái nghiệp đó, bạn có lẽ đã thấy được rằng gia đình của bạn không nhất thiết là hào hứng để gặp gỡ bạn cho lắm, bởi vì bạn đã thôi chơi cái trò chơi. Trong khi họ thì vẫn còn xoay vòng trong những tấn trò đời. Còn bạn thì đã không còn tham gia, và những điều đã từng xảy ra với bạn giờ đây bắt đầu rơi rụng, và những điều mà đã từng là một phần của con người bạn đang bắt đầu biến mất. Đó chính là tia lửa của việc buông bỏ nghiệp. Và điều này sẽ mở ra cho bạn những cánh cửa mà bạn chưa từng nghĩ là có mặt ở đó. Bởi vì nghiệp đã gông cùm bạn lại, cái nhận thức về một năng lượng đè đầu cưỡi cổ bạn, kiểm soát bạn. Ôi trời ơi, tôi thật sự có thể kiểm soát những điều trong cuộc đời của mình. Hãy buông bỏ toàn bộ nghiệp đi. Có những người sống ở trên những vùng đất cổ xưa. Và những vùng đất cổ xưa của những vùng đất cổ xưa đã dạy điều này suốt hàng thế kỷ. Những người có thể nghe được điều này và nói, chà, không đúng đâu, nó không vận hành như thế.
Tôi muốn nói với họ và cả với bạn nữa, hãy tự mình kiểm nghiệm đi. Chỉ bởi vì suốt nhiều thế kỷ mọi chuyện đã xảy ra theo cách đó đi chăng nữa, thì nó không có nghĩa là mọi chuyện cũng sẽ là như vậy trong năng lượng mới, rằng nó phải tiếp tục tồn tại. Đó là một năng lượng cũ để đặt bạn vào đúng vị trí mà bạn có thể giải quyết những câu đố. Và giờ đột nhiên, bạn được giải thoát khỏi những câu đố với những tham số khác, với một lối tư duy khác, những công cụ đang biến đổi và ôi trời, tôi có thể làm chủ thực tại của chính mình. Nghiệp, hãy bỏ nó đi. Và rồi sẽ có những người nói rằng, ok, tôi đã sẵn sàng, tôi muốn làm điều này. Vậy giờ tôi làm gì đây? Và tôi sẽ nói lại lần nữa, tại sao bạn không buông bỏ nghiệp của mình đi? Và bạn sẽ nói, phải có một quá trình nào chứ? Đúng vậy. Nó được gọi là buông bỏ nghiệp. Nó chính là cái giá của chính nó. Nó chính là quá trình của chính nó. Nó chính là bằng chứng của chính nó. Bản thể cao hơn ơi, cơ thể của tôi ơi, tôi ở trong tất cả các tế bào, tôi tuyên bố buông bỏ nghiệp của mình và tất cả mọi thứ xung quanh bạn sẽ nói. Ok luôn. Tất cả những gì bạn cần phải làm, đó là nói ra, bạn có biết điều này không? Và lý do đó là bởi vì bạn chính là người chủ nhân. Và ngay cả những chuyện mà những người sẽ nói với các bạn rằng đó là những quy luật của bộ nhớ Akash, và bạn sẽ nói đúng, quy luật là như vậy, đúng vậy đấy, và tôi là làm chủ các quy luật đấy. Đó chính là sự khác biệt. Ôi trời ơi, tôi làm chủ chính thực tại của mình. Wow. Kryon, tôi chán và chịu đau khổ lắm rồi. Cứ như là tôi chỉ sống để phải chịu khổ thôi vậy. Ôi trời, bạn có biết rằng bạn có thể không cần phải chịu khổ nữa không? Thứ nhất, đó không phải là lý do mà bạn đã được sáng tạo ra. Tôi muốn làm rõ điều này, rõ ràng như khi tôi đã từng nói. Thượng Đế, Đức Thánh Linh, nguồn sáng tạo, bất cứ tên gọi nào mà bạn muốn dùng để gọi về nguồn sáng tạo mà ngự ở bên trong bạn, nguồn sáng tạo đã không đặt bạn ở nơi này để mà chịu khổ sở đâu, dấu chấm câu. Dù đó có là chịu khổ cho bản thân bạn, hay cho người khác, hay vì một thần linh nào đó, đó không bao giờ là cách mà Thượng Đế yêu thương. Và những người mà nói với bạn rằng bạn cần phải chịu khổ đôi chút để có thể đạt được những ân huệ của Thượng Đế đều có một lối suy nghĩ mà họ đã học được từ cha ông của họ. Cha ông họ lại học được từ cha ông của họ. Và họ chỉ chấp nhận nó là như vậy bởi vì nghe nó có vẻ hay ho. Hãy sử dụng hiểu biết tâm linh cơ bản đi nào. Thượng Đế chính là tình yêu. Tình yêu đã không đặt bạn ở trên hành tinh này để bạn chịu khổ. Vì vậy, điều thứ nhất đó là cái suy nghĩ này là của con người đã dựng nên, không phải là Thượng Đế. Và nếu bạn đang chịu khổ, đó là lối tư duy mà bộ não của bạn đã chấp nhận. Và nhận thức đã được truyền qua nhiều thế hệ bảo rằng bạn phải chịu khổ một chút, tới một mức độ nào đó. Tại sao bạn không bỏ nó luôn đi? Hãy nói chuyện với chính mình. Hãy buông bỏ nó đi. Chẳng có bất cứ một lý do nào để bạn phải tạo ra một nỗi khổ đau thuộc về năng lượng cũ cả. Một linh hồn già, nếu bạn muốn tiến tới, hãy để ngày hôm nay là ngày mà bạn nhận ra được điều này. Và chính tia lửa là ở đấy. Ôi, tôi không cần phải chịu khổ đau nữa. Và hãy để cho trực giác của bạn mách bảo cho bạn điều này. Hãy hỏi, hãy yêu cầu điều này có đúng hay không, rằng chúng ta nên chịu khổ. Và đùng một cái, không, bản thể cao hơn của bạn sẽ nói với bạn rằng, thân thể thông minh cũng sẽ nói với bạn rằng, toàn thể hiện hữu sẽ nói với bạn rằng nó đến từ năng lượng cũ, chứ không phải từ Thượng Đế. Nhưng làm sao tôi làm được việc này đây? Quá trình là gì thế? Đó là bạn hãy ngưng chịu khổ đi. Innate ơi, Higher Self ơi, bất cứ năng lượng nào đang ở xung quanh tôi vào giờ phút này, tôi muốn tuyên bố rằng từ nay trở đi, tất cả khổ đau sẽ được thay thế bằng niềm vui. Và những điều chưa xảy ra, những điều sẽ xảy ra, những điều sẽ tạo ra cái tình huống khiến cho tôi phải đau khổ, cái thuộc về nghiệp đó sẽ biến mất bởi vì tôi buông bỏ nghiệp của mình. Bạn thấy không? Ôi trời,
tôi làm chủ. Còn nữa đấy, bạn có thấy được không cái cách mà bạn có thể nặng hình lại lối tư duy của chính mình về chính con đường tâm linh bên trong bạn? Bạn đang càng ngày càng gần với nguồn, nguồn của tình yêu tinh khiết mãi mãi. Và nếu bất cứ ai đưa cho bạn những quy luật của nguồn sáng tạo và bảo với bạn rằng bạn cần phải cúi đầu thờ phượng và chịu khổ đau, tôi muốn nói với các bạn rằng đó đến từ loài người. Nhưng giờ đây trong ánh sáng mới, tia lửa sẽ nói với các bạn rằng dù không có nghe được bài dẫn kinh này đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ bắt đầu nhìn thấy được thôi. Bạn không cần phải đi theo con đường này. Bạn có muốn thức dậy mỗi buổi sáng với cùng những vấn đề mà bạn đã có vào ngày hôm nay không? Điều đầu tiên mà bạn cảm thấy không phải là sự bồn chồn, lo lắng hay khổ đau hay sợ hãi, mà là niềm vui sướng. Và niềm vui sẽ đưa bạn tới với những lời khẳng định. Hãy để ngày hôm nay là ngày của những giải pháp. Ngày hôm nay tôi sẽ giải quyết những vấn đề mà tôi đã không có khả năng giải quyết vào ngày hôm qua, bởi vì mọi việc sắp sửa xảy ra mà đã không xảy ra vào ngày hôm qua, bởi vì tôi muốn chúng xảy ra. Bạn thấy đấy, tôi làm chủ thực tại của chính mình, và nhân đây tôi không có cái nghiệp nào nữa, cái sẽ tạo ra mấy chuyện xui xẻo. Và nhân đây, những tia lửa đang bắt đầu tự cháy lên bên trong cuộc đời của những linh hồn già. Tự nó xảy đến mà chẳng cần một vị thầy nào cả, cũng chẳng cần một bài dẫn kinh nào cả, chẳng cần những lời chỉ dẫn, có những chứng cứ, bởi vì chính các bạn đang bắt đầu làm việc gần hơn bên Thượng Đế. Một vài người trong các bạn đã cảm nhận được, và đó là lý do mà bạn ngồi đây. Đó là lý do bạn đến với buổi họp mặt này. Lý do bạn đến tới đây là bởi vì bạn đã biết một thứ đã xảy ra, bạn đã cảm nhận được, đã có một tia lửa đẩy bạn về phía trước mà nói rằng liệu tôi có lớn lao hơn tất cả những điều mà tôi đã được dạy dỗ không? Liệu có những điều khác đang diễn ra? Lỡ đâu tôi có thể làm chủ được? Một vài người nói rằng, thật là bán bổ, con người không được làm chủ, Thiên Chúa mới là ông chủ ở đây. Hãy để tôi nói với bạn nhé, bên trong bạn chính là Thượng Đế đó. Bạn có bắt đầu hiểu được chưa? Ai làm chủ ở đây? Cả hai. Bởi vì higher self của bạn cho bạn những tia lửa và cho phép bạn, cho bạn nhận thức để bắt đầu thay đổi thực tại. Và có những người nói rằng chỉ duy nhất Thượng Đế là có thể làm như vậy, và tôi đồng ý cả hai tay. Tôi sẽ nói với họ, đó là bởi vì bạn chính là Thượng Đế. Điều này đối với rất nhiều người là một sự bán bổ. Và hôm nay trong năng lượng mới thì đó sẽ là một câu mantra phổ biến với những linh hồn già. Một mảnh của đấng sáng tạo ở bên trong tôi, và tôi đi theo tiếng nói ấy. Đừng nghe theo bất cứ một bác sĩ trong sách hay bất cứ cuốn sách nào, ngay cả của phong trào thời đại mới. Cũng đừng nghe theo Cryon. Hãy nghe theo Thượng Đế ở bên trong, là cái thuần khiết. Và tôi có thể làm chủ tất cả mọi thứ bằng cách đặt ý định để lắng nghe tiếng nói ấy và trở thành điều mà tôi biết là hòa hợp với nguồn sáng tạo ở bên trong chính tôi, đang nói chuyện với tôi. Và đó chính là lý do mà tôi không còn già đi mấy nữa, bởi vì tôi đã buông bỏ nghiệp và tôi làm chủ. Tôi sẽ kết thúc bằng điều cuối cùng ở đây. Tia lửa của sự mặc khải trong gia đình. Có những người trong căn phòng này đã biết về điều tôi chuẩn bị nói, và tôi muốn nói với những ai đang lắng nghe ở bên ngoài căn phòng. Gia đình máu mủ của các bạn thì rất tuyệt vời. Đối với một số trong các bạn có một gia đình tốt, và một số thì gia đình gãy đổ và rất thách thức. Nhưng gia đình linh hồn của bạn thì thuần khiết và vĩnh cửu, và có thể là không thuộc về gia đình cùng huyết thống của bạn. Tôi muốn các bạn hãy đứng lên và đi tìm gia đình tâm linh của mình, bởi vì nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn, nó sẽ làm mọi thứ suôn sẻ hơn, và nó tạo ra sự từ ái khi bạn làm chủ cuộc đời mình, bởi vì đột nhiên bạn có một gia đình, những người hiểu bạn, yêu thương bạn và cũng đi theo nguồn sáng tạo ở bên trong chính họ.
Rồi bạn có thể nhìn vào những thành viên trong gia đình của mình và cũng nhìn thấy Thượng Đế ở bên trong họ nữa. Và nhận ra Thượng Đế ở bên trong bạn. Đó chính là gia đình. Và nếu như bạn có đủ may mắn để có được một người cùng huyết thống với mình, thì bạn quả là may mắn lắm đấy. Đó không phải là một điều gì ngẫu nhiên, vì họ đã được mang đến vì lý do đó. Để họ sẽ biết được rằng mẹ họ hoặc cha hoặc chị của họ có một điều gì đó mà họ sẽ được cho động lực để đi tìm nó ở bên trong bạn. Và rồi họ sẽ hiểu ra được điều mà tôi đang nói đến ngay bây giờ. Đó là một điều rất đẹp, nhưng nó không phổ biến. Và nguyên do là bởi vì những linh hồn già không nhất thiết là sẽ đến cùng với những linh hồn già khác. Họ sẽ đến khắp nơi trên hành tinh, rải rác ra, để rồi họ theo nghĩa đen sẽ phải vượt qua hoàn cảnh mà họ được đặt vào. Họ bị buộc phải tạo ra ánh sáng của riêng mình với những đốm lửa mà tôi đang nói về. Họ sẽ phải tìm ra gia đình để rồi chuyển động những thứ khác thay vì chỉ ngồi một chỗ và hưởng thụ ánh sáng. Bạn đã bắt đầu hiểu ra tại sao những điều trong đời bạn lại xảy ra như vậy chứ? Bạn đã bị chuyển dịch lòng vòng chứ? Bạn chẳng đã có những thách thức mà hết lôi rồi kéo bạn theo cái cách nghĩ không ra? Ôi những ngọn hải đăng già ơi, bạn có thấy điều gì đang xảy ra ngay bây giờ rất khác biệt? Nó sẽ bắt đầu lắng động lại, bởi vì giờ là lúc để bạn nắm lấy sức mạnh của mình. Bạn có thể đã cảm thấy bị lôi và kéo, và năng lượng cũ mà bạn đã từng sống ở bên trong đó đã rất khó để có thể chiến thắng được. Vậy mà bạn đã sống sót. Nhưng ngày hôm nay, với ánh sáng mới này đã tạo ra, nó đã tạo ra bởi chính bạn, bởi vì khi các bạn nhấc mình ra khỏi tâm thức cũ trong năng lượng mới này, các bạn đã bắt đầu nắm lấy quyền lực ánh sáng để mọi việc bạn làm sẽ không còn bị đối chọi với năng lượng của tâm thức thấp hơn nữa. Một vài người trong các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy được ánh sáng chói chang của bạn gặp ít sự đối kháng hơn. Đây không phải là năng lượng giận dữ hay uy quyền theo cái cách ép buộc, mà là một năng lượng mới với đầy lòng trắc ẩn và yêu thương. Nó sắc bén như một con dao, nó cắt ngang qua năng lượng cũ trong tâm thức cũ, và những ai còn tăm tối sẽ tránh đường cho bạn bởi vì họ có thể thấy được bạn là ai. Chúng tôi đã cho các bạn rất nhiều thông tin trong quá khứ về tại sao mọi việc lại như vậy. Cuối cùng thì tôi sẽ nói với các bạn rằng tôi nhận ra năng lượng shamans ở trong căn phòng này, và năng lượng ấy có trong tất cả các bạn. Có một điều đến cùng với năng lượng này, các bạn thân mến. Có một nhận thức cũ về năng lượng cũ nằm trong karma của các bạn. Nó được khắc vào trong đó. Và khi bạn bắt đầu thức tỉnh với ánh sáng trong năng lượng mới này, những hồi chuông sẽ gióng lên. Và tôi muốn các bạn tập trung vào loại bỏ những tiếng chuông đó vào ngày hôm nay. Tiếng chuông vang lên nói rằng kiếp sống trước đã chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì nếu bạn đã là một shaman vào kiếp sống trước, bạn có lẽ đã không sống được lâu. Bạn là một kẻ khác biệt, bạn sống một mình, vì năng lượng shamans không tạo ra những người đồng hành. Bạn đã sống ở ngoài bìa của ngôi làng, người ta chỉ tìm đến với bạn khi họ cần được chữa lành. Và nếu như thời tiết có chuyện gì không hay xảy ra, thì bạn sẽ là kẻ bị đổ lỗi, và họ sẽ tìm một shaman khác. Mọi chuyện đã không tốt đẹp lắm, có phải không? Khi bạn sống trong năng lượng cũ, khi bạn đánh thức phép màu của sự chữa lành, của trực giác, khi bạn biết những điều mà người khác không biết, khi bạn cố sức giúp đỡ để rồi bị hỏa thiêu vì điều đó. Và tất cả các bạn đều mang theo một nỗi sợ, sự giác ngộ ở một mức độ nào đó. Chúng tôi đã nói đến điều này trước đây rồi. Chúng tôi đã nói với các bạn, nhưng giờ thì chúng tôi muốn nói với các bạn rằng đã tới lúc loại bỏ nó rồi. Bởi vì các bạn sẽ không thể đi nhanh được, và những tia lửa sẽ không có nhiều tia lửa lắm đâu, cho tới khi nào bạn hiểu được rằng khi đó là khi đó,
bây giờ là bây giờ. Và khi cảm giác đó bắt đầu nảy nở trong bạn, hãy quan sát những giấc mơ, vì những giấc mơ sẽ cố đánh gục bạn. Những giấc mơ sẽ rất tối tăm và chúng sẽ ngăn cản bạn. Chúng sẽ không có ý nghĩa, nhưng bạn sẽ tỉnh dậy với những mảnh vỡ còn lại của giấc mơ. Và rồi bạn có thể thực sự nghĩ rằng, có lẽ nguyên do là bởi vì tôi đang bước chân vào ánh sáng. Có lẽ tôi không nên làm như thế này. Có những mảnh vỡ của bạn đã được mang theo để ngăn chặn bạn khỏi làm tổn thương chính mình, để cho bạn có thể sống sót, để bạn không làm tổn thương theo chiều tâm linh. Nhưng mọi chuyện ngày nay đã khác. Vì vậy nên hãy nhận ra nó đúng theo bản chất của nó và gọi nó. Cry on, làm sao tôi làm được đây? Akash ơi! Higher self ơi! Innate ơi! Cấu trúc của cơ thể này ơi! Mỗi một tế bào trong cơ thể của tôi, hãy lắng nghe! Ở bên trong tôi không hề có nỗi sợ giác ngộ nào cả, bởi vì giờ đây tôi đang ở trong một năng lượng mà sẽ hỗ trợ cho tôi thay vì chống lại tôi. Vì vậy, nỗi sợ thuộc về năng lượng cũ, không phải là năng lượng hiện nay. Tôi giải thoát khỏi nỗi sợ và tôi sẵn sàng bước tới để thắp nên ánh sáng của mình với tia lửa mà tôi đã biết. Wow! Tôi có thể kiểm soát mọi thứ của chính mình. Đã đến lượt của tôi rồi. Tôi muốn các bạn hãy bắt đầu khám phá. Có rất nhiều lĩnh vực, từng mảnh một, không chỉ ở trong series các bài nói chuyện này, mà khi bạn bước tiếp đi trong đời, bạn sẽ thấy mọi thứ đều đã rất khác. Khác hơn so với bất cứ ai đã từng có thể bảo cho bạn. Những quy tắc có lẽ chẳng còn áp dụng được nữa. Tôi muốn các bạn hãy phân tích điều đó, có thể nó có ý nghĩa đối với cuộc đời của bạn ngay lúc này. Làm sao nó có thể giải phóng bạn khỏi những điều đang trói buộc bạn? Tôi biết ai đang có mặt ở đây. Hãy để quá trình khám phá tự thân này bắt đầu. Và như vậy là đủ. Bạn hãy vui vẻ bắt lửa đi nhé. Và đó là thông điệp của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, bài nói của Cryon ngày hôm nay nói tới việc chúng ta có thể buông bỏ nghiệp. Mình muốn chia sẻ một chút về kinh nghiệm cá nhân của mình. Các bạn thân mến, bài nói chuyện của Cryon ngày hôm nay nói tới chuyện chúng ta có thể buông bỏ nghiệp. Mình muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm cá nhân của mình. Gia đình của mình có rất nhiều nghiệp. Và mình đã chỉ thức tỉnh sau khi đã bị nghiệp quật lên, quật xuống. Và mình nghĩ đây là một câu chuyện phổ biến, bởi vì mình tin chắc rằng rất nhiều các bạn cũng đã phải trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống mới có thể tới với sự nhận thức của ngày hôm nay. Sau khi mà mình đã ổn định lại rồi á, thì mình có một dịp mình được xem tử vi. Xem tử vi theo chiêm tinh học của Vedanta á, thì xem là chủ yếu là xem về nghiệp, nó ảnh hưởng như thế nào đến việc thực tập tâm linh của mình, cách làm sao giải nó ra, và cái mục đích của linh hồn của mình trong cái kiếp sống này là gì chẳng hạn. Thì cái kết quả làm Vi rất là ngạc nhiên, nói rằng là nghiệp của Vi chỉ có 2/9, có nghĩa là Vi chỉ có 2 phần bị ảnh hưởng bởi nghiệp và 7 phần là tự do ý chí. Cái lúc đó mình không có cái nhận thức giống như bây giờ. Và mình đã thật sự là muốn phì cười ra luôn á. Đó là bởi vì khi mà mình nghĩ lại cái quãng đời của mình lúc trước, những cái khổ đau mà mình đã phải trải qua để mình có thể được đánh thức, tỉnh dậy, thì mình không nghĩ, ôi trời, nó mới 2 phần thôi đó hả. Nhưng mà mình cũng có một cái suy nghĩ rằng là thật vậy, kể từ khi Vi bắt đầu đi trên con đường mà nhận biết Thượng Đế và kết nối với lại higher self của mình, thì Vi nhận thấy bản thân mình tự trong bản thân mình quyết định rằng là mình sẽ không để những cái việc về nghiệp ảnh hưởng tới mình nữa. Bởi vì tất cả những cái nỗi đau khổ đó sẽ không cho phép Vi đi trên con đường mà Vi đã chọn lựa, đó là phát triển bản thân mình và phụng sự. Vì vậy nên trước đây, khi mà gia đình Vi có một cái số nợ rất là lớn,
làm bao nhiêu Vi cũng đều dùng để trả nợ cho gia đình hết. Và gần phải nói là vô sản luôn. Nhưng mà khi Vi nhận ra cái việc này, Vi đã làm một điều gần như là tổn thương bản thân mình. Vi đã không chăm sóc tốt cho mình, tạo ra những cái tổn thương tâm lý và nỗi sợ ở bên trong, càng lúc nó càng sâu dày. Nên khi Vi nhận ra được điều đó, Vi không cho phép cái nghiệp của gia đình ảnh hưởng tới mình. Vi quyết định rằng từ nay, bản thân Vi chỉ làm việc để làm sao làm cho mình thật vững mạnh. Đối với mình, mẹ là người quan trọng nhất. Nhưng mà lúc đó mình đã quyết định tới mức rằng là mình có sẵn sàng mình từ bỏ luôn tình thương của mình dành cho mẹ. Lúc đó thật sự là Vi đã làm như vậy. Vi giữ yên lặng, hoàn toàn không tiếp xúc với mẹ trong vòng 3 tháng. Lúc đó là mình quyết định là cắt cái mái tóc dài của mình. Thì mẹ không có đồng ý, mẹ giận lắm luôn. Bởi vì Vi sinh ra trong gia đình Công giáo mà. Mà việc mà Vi tìm hiểu Phật giáo đã làm cho mẹ bị kích động rồi. Vậy nên là cái sự cãi vã này nó đã diễn ra trong gia đình được một thời gian rất là lâu. Tuy rằng mẹ nhìn thấy được những cái sự biến đổi tâm lý của Vi từ khi Vi vượt qua được trầm cảm, Vi trở nên mạnh mẽ hơn, có sức sống lại. Nhưng mà việc Vi ngồi thiền, tu hành, hoặc là nghe Phật, hoặc là bất cứ một cái hành động gì mà về Vi cỡ tâm linh thiền định đó, đều làm cho mẹ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng khi Vi cắt cái mái tóc dài của mình, điều đó đối với mẹ có nghĩa rằng là tới một lúc nào đó nó sẽ cạo cái đầu nó luôn. Vậy nên là mẹ giận dữ vô cùng vì rất nhiều cái sự việc nó gộp chung lại. Nhưng khi Vi giữ yên lặng hoàn toàn trong vòng 3 tháng, Vi không tiếp xúc với mẹ, thậm chí không xuống thăm mẹ, không bước vào gần tới nơi mẹ ở, không nói một tiếng nào hết, và vẫn sống rất vui vẻ, thoải mái, bình thường. Thì lúc đó, Vi đã cho mẹ biết được sự kiên định của Vi trên con đường Vi đã chọn. Và rằng có một lần ranh giới mà ngay cả người mà Vi yêu thương nhất cũng không có thể được bước qua. Sau 3 tháng thì Vi bắt đầu thấy rằng là mẹ có vẻ buồn, bởi vì mẹ bắt đầu giống như đi lên đi xuống để mà nhìn thấy Vi á. Thế là Vi bắt đầu mới giao tiếp lại với mẹ bằng ánh mắt nè, rồi xong mình lại chăm sóc mẹ, nói chuyện với mẹ nè. Vì mình yêu thương mà, mình luôn yêu thương người đó, không hề có sự giận dữ. Chỉ đơn giản là khi nào có những cái bất hòa về mặt ý kiến, mình hoàn toàn có thể thể hiện cái sự kiên định và sự trưởng thành của mình. Sau sự việc đó thì không khí ở trong gia đình của Vi hoàn toàn khác biệt luôn. Bản thân mẹ của Vi không còn có một chút khó chịu nào khi thấy Vi ngồi thiền nữa. Ngay cả anh trai của Vi là người mà gây ra rất là nhiều nợ ở trong nhà, cái cách sống của anh ấy, cách anh ấy ứng xử với mọi người trong gia đình và cách mọi người bắt đầu có thể trao đổi với nhau trong một cái sự hòa thuận. Cho dù tất cả những cái khó khăn vẫn có ở đó, nhưng mà ở trong nhà đã có một cái sự hòa thuận và chia sẻ hơn hẳn trước đây. Và lúc đó là lúc mà Vi nhận ra được rằng nghiệp chỉ là một cái khung nền khi mình sinh ra. Còn việc mà mình vẽ cái bức tranh như thế nào về cuộc sống của mình là do mình quyết định. Và rồi các video của Cryon đến, và Cryon nói rằng mình có quyền quyết định buông bỏ nghiệp. Khi bạn nói lên với chính bản thân mình, khi bạn quyết định trong tâm của mình rằng bạn không để nghiệp trở thành cái tác nhân ảnh hưởng tới bạn nữa, bạn nói to nó lên, bạn tuyên bố nó ra, tạo ra cái sự rung động ở trong toàn thể cơ thể của bạn, tạo ra cái sự rung động ở trong toàn bộ không gian của bạn, dần dần bạn thật sự sẽ có được những cơ hội mà higher self của bạn, mà Thượng Đế sẽ mang tới giúp đỡ cho bạn giải tỏa dần những thứ đã xiềng xích chúng ta lại ở bên trong tư tưởng của chính chúng ta. Hãy làm việc đầu tiên với tư tưởng bằng một quyết định. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Vi cho tới bây giờ. Nói về nghiệp có rất nhiều khía cạnh, nhưng Vi chỉ muốn chia sẻ chính câu chuyện của mình, bởi vì nó là kinh nghiệm thật, người thật, việc thật. Và Vi hy vọng rằng là bất cứ ai lắng nghe câu chuyện của mình đều có được một động lực để có thể thử nghiệm cho chính bạn. Bạn có thể like, subscribe và có thể ấn nút chuông để nhận được những video mới nhất của channel nhé. Bạn cũng có thể donate cho công việc dịch thuật với thông tin tài khoản ở phía dưới. Cảm ơn bạn và chúc bạn một ngày thật vui.
Đừng quên hãy bắt đầu cảm nhận sự kết nối của bạn với Thượng Đế nhé.